Các con thân mến, Cha chấp nhận lời thỉnh cầu của Cha Chánh Xứ để hôm nay Cha sẽ cử hành bí tích thêm sức, trao ban Chúa Thánh Thần cho các con, để các con được lớn lên trong đời sống Kitô hữu, để củng cố đức tin cho các con, để các con làm chứng cho Chúa. Kính thưa anh chị em, trước khi cử hành bí tích thêm sức, chúng ta dừng lại ít phút để chúng ta suy gẫm lời Chúa. Các bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Cũng như Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ thì Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta qua những chặng đường khác nhau. Cha hỏi chúng con, hôm nay chúng con mặc rất là đẹp, giáo xứ mang tiếng là xa xôi nhất, hẻo lánh nhất mà mặc đẹp nhất địa phận, oai lắm. Chúng con mặc đẹp như vậy để chúng con lãnh nhận cái gì? Nhận gì? Bí tích thêm, thêm sức. Thêm sức là thêm gì con? Thêm gì? Hả? Nói to đúng không? Thêm. Thêm sức mạnh. Thêm sức mạnh để làm gì? Khi chúng con lãnh nhận bí tích thêm sức này, chúng con sẽ nhận được điều gì? Nhận được Chúa Thánh Thần, đúng không? Chúng con sẽ nhận được Chúa Thánh Thần. Nhưng mà chúng con có chưa mà nhận? Có chưa? Có Thánh Thần chưa? Bây giờ hoặc là lắc hoặc là gật, có chưa? Gật, lắc. Ai bảo chúng con là chúng con có rồi nè? Ai bảo có rồi giơ tay cho xem nè. Nãy gật đâu đưa lên, gật, gật rồi thì đưa lên. Rồi nãy ai lắc thì giơ lên là lắc, ai lắc. Chúng con thân mến, anh chị em thân mến, chúng ta đã có Chúa Thánh Thần rồi. Còn hôm nay là có thêm. Có rồi lúc nào? Đúng rồi, lúc chúng con đã nhận bí tích rửa tội thì các linh mục đọc lời rửa tội: Ta rửa tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì Chúa Thánh Thần đã đến trên chúng ta rồi, ở lại trong chúng ta rồi, và nhờ Chúa Thánh Thần thì chúng ta được trở thành con cái của Cha trên trời. Đó. Có rồi chứ. Đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta có là có thêm. Lúc rửa tội chúng ta nhận lãnh Chúa Thánh Thần để làm con cái của Thiên Chúa. Còn hôm nay chúng ta nhận lãnh Chúa Thánh Thần để làm người tông đồ cho Chúa, người tông đồ loan báo tin mừng của Chúa. Chúng ta thấy Chúa Thánh Thần cũng đến trên các tông đồ hai lần như vậy. Chúng ta vừa được nghe trong bài đọc phúc âm, Chúa Giêsu phục sinh đã ngự đến trên các thánh tông đồ. Chúa Giêsu phục sinh đã hiện đến và đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các thánh tông đồ. Chúa Giêsu khi mà gặp các tông đồ thì chúng con còn nhớ không? Chúa Giêsu nói là bình an cho các con. Rồi Chúa Giêsu làm sao? Vừa giờ trong bài tin mừng chúng con nghe thấy kể lại là Chúa Giêsu đã làm gì cho các tông đồ? Sau khi ban bình an rồi thì Chúa, trước khi ban Thánh Thần thì Chúa làm cái cử chỉ gì? Hả? Chúa làm gì? Chúa thổi hơi, phải không? Chúa thổi hơi trên các tông đồ và Chúa nói các con hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Chúa thổi hơi trên các thánh tông đồ nghĩa là gì? Tức là Chúa làm cho các thánh tông đồ trở thành một tạo vật mới, một cái con người mới. Đấy. Chúng con biết nhé, người ta sống là nhờ cái gì con? Sống được là nhờ gì? Nhờ nước, nhờ cơm hay nhờ cái gì? Nhờ gì? Nhờ hơi thở. Đúng không? Nhịn cơm mấy ngày chưa chết, nhịn nước cả ngày chưa chết, mà nhịn thở tí là chết đấy. Sống được là nhờ không khí.
đúng không? Đó. Cho nên nó là người nào khỏe thì hơi thở mạnh lắm, phì phò mạnh lắm, cứ có sức khỏe. Còn khi chết thì người ta gọi là người ấy là người, người gì? Tắt thở. Tắt thở tức là chết, đúng không? Hơi thở đó là cái dấu hiệu của sự sống. Đó. Vì thì Chúa Giêsu đã thổi hơi, thổi khí, thổi cái khí của Chúa cho các thánh tông đồ. Chúng ta thấy ở trong ngôn ngữ bình thường mình gọi là không khí này. Đó. Mà tiếng Do Thái thì không khí này, hay là gió này, hay là thần khí này cũng giống nhau thôi. Thì chúng ta cần cái khí tự nhiên. Còn Chúa Giêsu đã ban cho các thánh tông đồ cái khí siêu nhiên, tức là thần khí, khí thiêng liêng, đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu thổi hơi, thổi gió, thổi thần khí trên các thánh tông đồ để làm cho các thánh tông đồ trở thành một con người mới. Đó. Một cái cuộc tạo dựng mới. Giống như ngày xưa khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên ông Adam, Chúa lấy bùn đất Chúa nặn đấy, thành cục đất thôi. Rồi sau đó làm sao? Chúa thổi hơi, và Thiên Chúa thổi hơi vào cục đất thì cục đất sống động trở thành Adam. Đó là một cái cách để diễn tả. Thiên Chúa không có tay đâu, không cầm đất sét mà nặn giống vất vả chúng ta đâu. Nhưng mà một cái cách nói để diễn tả rằng Thiên Chúa ban thần khí, Thiên Chúa ban hơi thở của Ngài cho Adam và Adam được sống. Đó. Thì đấy là sự sống tự nhiên. Còn bây giờ Chúa Giêsu thổi hơi, thổi thần khí phục sinh trên các tông đồ, và các tông đồ có sự sống siêu nhiên. Thì điều ấy chúng ta đã có rồi khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng mà sau đó Chúa sai, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em đi. Chúa sai nhưng mà các tông đồ vẫn không có đi đâu. Phải chờ cho tới 50 ngày sau, tức là chúng ta được nghe kể lại trong bài đọc thứ nhất đó, vào ngày lễ ngũ tuần, tức là sau khi phục sinh 50 ngày, thì các tông đồ đang họp nhau trong nhà tiệc ly, giống như chúng ta đang họp nhau đây. Đây là nhà tiệc ly, còn gì nữa, đúng không? Chúng ta cử hành thánh lễ ở đây, nhà tiệc ly đây, các môn đệ đang họp nhau đây. Ngày xưa là các tông đồ, chứ bây giờ là trong nhà thờ này thì 400 người, giáo dân Ninh Phát đang họp nhau đây. Thì bỗng xảy ra một cái sự kiện lạ là người ta thấy gió thổi ua vào nhà các môn đệ. Đó. Như là cuồng phong vậy, như là bão vậy, thổi đến đấy, và Chúa Thánh Thần đã ngự đến lấy hình lưỡi lửa ngự trên đầu các tông đồ. Anh chị em hãy tưởng tượng đi. Tưởng tượng là hình dung để mà hiểu, nhưng mà thật là sự như vậy chứ không phải là tưởng tượng. Là hôm nay khi tôi đặt tay, tôi sức dầu cho các em, thì Chúa Thánh Thần hôm nay ngự đến trên các em như là ngày xưa Chúa Thánh Thần đã ngự đến trên các thánh tông đồ. Hôm nay thì gió nhẹ thôi, không có cuồng phong. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng ngày hôm nay gió đang ùa vào nhà này, làm cho cả cộng đoàn giáo xứ Ninh Phát này được đầy Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần ngự đến trên các thánh tông đồ, thì sự kiện gì đã xảy ra? Các tông đồ đã mạnh dạn đứng lên. Trong bài phúc âm nhá, chúng ta nghe tiếng nói là các tông đồ sợ hãi người Do Thái đóng kín cửa lại. Còn hôm nay sau khi Chúa Thánh Thần ngự đến trên các thánh tông đồ thì làm sao? Các tông đồ mạnh mẽ đặt tung cửa đi ra ngoài công trường, quảng trường Jerusalem để mà mạnh dạn làm chứng về Chúa Giêsu, rao giảng Chúa Giêsu, mạnh dạn công bố Chúa Giêsu là đấng đã chịu chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần đã tạo một sự biến đổi như vậy đó. Vậy thì thưa anh chị em, ngày hôm nay các em lãnh nhận bí tích thêm sức là để nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho các em và cho tất cả mỗi người chúng ta cũng được mạnh mẽ để mà ra đi, để mà làm chứng về Chúa. Đó là cái ý nghĩa của bí tích thêm sức. Chúng ta cần có ơn Chúa Thánh Thần. Anh chị em biết là chúng ta là những người môn đệ của Chúa, chúng ta được biết Chúa rồi, chúng ta có sứ mạng loan báo cái tin vui này cho anh chị em chúng ta. Thú thật là nhiều khi chúng ta nhát lắm, chúng ta sợ lắm, chúng ta ngại lắm. Như các tông đồ xưa thôi, Chúa sai đi mà đâu có đi, nó kín cửa lại. Nhưng mà phải có Chúa Thánh Thần thúc như luồng gió vậy, mạnh mẽ cuồng phong thúc đẩy các tông đồ.
chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta nghe về cái bổn phận loan báo tin mừng nghe hàng trăm lần rồi. Nhưng mà xin hỏi anh chị em, chúng ta đã làm được cái gì chưa? Chúng ta cần có ơn Chúa Thánh Thần như là cuồng phong vậy đó, như là gió vậy đó, để đưa chúng ta lên. Anh chị em thấy mỗi một lần có một cơn lốc, gió, lốc, nó làm tung hết tất cả lên, nhà cửa tốc mái lên. Mà nếu gặp cuồng phong, gặp bão thì gặp những xe tải, xe container thì nó quất từ chỗ này qua chỗ kia là bình thường. Cả chiếc máy bay cũng đi như không thôi. Bão, gió mạnh như thế đó. Chúng ta cần cái gió thiêng liêng. Chúng ta cần cái sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm cho cộng đoàn giáo xứ Ninh Phát này hăng say lên, nhiệt tình hơn để loan báo tin mừng. Tại sao chúng ta phải loan báo? Anh chị em thấy nhé, chúng ta là những người hạnh phúc. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, chịu chết vì chúng ta, rồi sống lại vì chúng ta. Anh chị em có thấy cái tin sống lại, cái tin nó vĩ đại không? Bây giờ trong gia đình của anh chị em, giả sử đang có người thân đang nằm đấy, chết rồi, nằm đấy, bỗng dưng cái người đấy, cha mẹ chúng ta, vợ chồng chúng ta, bỗng dưng ngồi dậy đi. Anh chị em có cảm thấy nó lạ không? Vui mà vui quá chứ. Bố mình, mẹ mình tưởng chết nằm đấy, đi chôn rồi, nhưng mà bỗng dưng là ngồi dậy, đi đi lại lại bình thường. Vui quá. Vui quá thì làm sao? Anh chị em thấy cha mẹ mình chết rồi nhưng mà ngồi dậy thì làm sao? Khóc tiếp hả? Khóc không? Vui quá khóc. Vui thì làm sao? Anh chị em thử suy nghĩ đi. Nếu mình gặp một cái tin vui như vậy, cha mẹ mình đã chết rồi mà sống dậy thì mình làm sao? Hả? Làm sao con? Đi kể cho người khác chứ, đúng không? Trong nhà bỗng dưng đang khóc mà cười rồi xôn xao vui vẻ rồi bắt đầu đi kể cho hết mọi người nghe hết đó. Đâu có phải chỉ là kể trong nhà, kể trong xóm mình mà kể cho cả cái huyện Bình Chánh nó nghe này. Lạ lùng quá đi chứ. Vậy thưa anh chị em, chuyện Chúa Giêsu đã sống lại nó còn không vĩ đại à? Hỏi thật thì anh chị em có tin Chúa sống lại không? Có tin không? Chưa chắc đã tin. Mới thuộc kinh tin kính thôi chứ còn chưa chắc đã tin. Bởi vì nếu đã tin rồi thì vui vô cùng vui. Người chết sống lại vui quá. Mình tất cả mọi người đều ra nghĩa trang đây thôi. Và đây có người bỗng dưng không ở trong nghĩa trang mà sống lại, đang trên thiên đàng. Lạ lùng quá sức. Không thể giữ kín được thưa anh chị em. Vui và phải đi kể, kể cho người này nghe, người kia nghe, kể cho hết mọi người. Đó. Kể mà đến độ người ta nghe tôi phát chán rồi mà hôm qua mới kể rồi, qua kể rồi nay kể nữa, nghe nữa. Bởi vì nó vui quá đi, nó chuyện thật như vậy mà bắt phải nghe thôi, đúng không? Trong nhà có người ốm, bị bệnh ung thư mà gặp thầy thuốc, bác sĩ chữa khỏi, anh chị em làm sao? Nó khoe chứ gì nữa, đúng không? Khoe cho mọi người nghe và ngầm hiểu rằng nếu ông bà trong gia đình có ai bị ung thư thì đến cái ông đó mà chữa, bảo đảm sẽ khỏi. Nhà tôi chữa rồi khỏi này. Thì anh chị em, loan báo tin mừng là gì? Mình nghe mình thấy nó khó hiểu. Loan báo tin mừng là đi kể cho người khác nghe chuyện Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Đi kể chuyện thôi. Cứ đi kể đi. Tôi này, tôi chết rồi này, chết trong tâm hồn này, tội lỗi tôi này, nhưng mà Chúa Giêsu đã chịu chết, đã cho tôi sống lại. Kể cho người khác nghe. Và đấy là truyền giáo, đấy là loan báo tin mừng. Mình đừng có nghĩ là phải làm gì lớn lao lắm. Anh chị em được sai đi, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh chị em đi. Anh chị em được sai đi đâu? Học sinh, các em được sai đi đâu con? Chúa sai chúng con đi đâu? Hả? Đến trường học, đúng rồi. Đi học đâu có phải chỉ là học chữ. Chúa sai con đến trường học đấy. Các bà, Chúa sai các bà đi đâu?
Hả? Chúa sai các bà ra chợ, đúng không? Đi chợ đâu có phải chỉ là đi mua đồ ăn. Đi chợ là Chúa sai tôi đi. Tôi đến đấy tôi mua đồ ăn, nhưng mà nhân câu chuyện tôi kể cho người ta nghe. Đó. Nhân câu chuyện tôi làm chứng về Chúa. Chứ tôi ra chợ không phải để tôi tán, để tôi nói hành nói xấu người ta. Chúa sai tôi đến đó. Các ông cũng thế. Chúa sai tôi tới công ty xí nghiệp, tới trường học, tới cơ quan, tới đồng ruộng. Chúa sai chúng ta đi tất cả mọi nơi, bất cứ chỗ nào chúng ta đến làm việc, Chúa sai tôi đi. Và khi tôi đi như thế thì tôi vui. Tôi vui, tôi kể chuyện về Chúa Giêsu cho người khác nghe. Thưa anh chị em, chúng ta nhớ thế này này. Cái tin vui này vĩ đại lắm. Mà nếu chúng ta không kể cho người khác nghe, chúng ta có lỗi đấy. Thánh Phaolô nói làm sao? Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Anh chị em đặt tay trên ngực đi, đấm vào ngực mình đi. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Khốn cho tôi nếu tôi không kể chuyện Chúa Giêsu phục sinh cho người khác nghe. Khốn cho tôi. Anh chị em đến nhà thờ nhé, đi theo đạo nhé, giữ giới răn của Chúa nhé, đến đây nhé. Mai mốt nhắm cái gì con? Mai mốt hết cuộc đời này thì nhắm cái gì? Nhắm lên. Nhắm đâu? Nhắm lên thiên đàng. Rồi, các ông các bà nghe này. Khi mà lên thiên đàng như trình diện trước tòa Chúa, Chúa hỏi con ở đâu? Thưa con ở Ninh Phát. Đấy. Con làm gì? Con làm nghề này nghề kia. Rồi xin Chúa cho con được vào thiên đàng. Chúa hỏi câu này này. Tôi tưởng tượng ra nhưng mà đúng á, không sai đâu. Chúa hỏi các ông các bà nhé. Con vào thiên đàng hả? Tốt, cho con vào nhé. Nhưng mà cha hỏi con này, hàng xóm con đâu? Cái người bên cạnh nhà con đâu? Cái người mà con gặp ở ngoài chợ á, gặp ở công ty đó, đâu rồi? Không thấy nó lên đây. Bà con không biết nó. Chúa hỏi lại, vậy có lần nào con kể cho nó nghe chuyện Chúa phục sinh chưa? Lúc đó là gãi đầu á. Gãi đầu. Thưa anh chị em, Chúa hỏi hàng xóm con đâu? Con vào thiên đàng tốt, nhưng mà hàng xóm con cũng phải vào. Bạn bè con cũng phải vào. Bởi vì đó là sự sống đời đời, đó là vinh quang, đó là sự sống thần linh, sự sống tình yêu của Chúa đời đời kiếp kiếp, vinh quang như thế. Mà sao con không giới thiệu cho họ vào với con? Con vào con mình thôi. Sao con ích kỷ thế? Anh chị em nhớ nha, mai một Chúa hỏi nhé, hàng xóm con đâu đấy? Phải trả lời, liệu một câu trả lời đấy. Các ông cũng vậy, nhớ Chúa hỏi hàng xóm con đâu? Phải trả lời. Mình cứ nói đi, cứ kể đi, làm chứng cho Chúa đi. Rồi chuyện người ta theo không là tùy người ta. Nhưng mà giới thiệu cho mọi người biết có một kho tàng trên trời, có một tình yêu vĩ đại ở trên trời. Thưa anh chị em, chúng ta ở cái vùng đất Ninh Phát này, tôi đi qua suốt cả chục cây số, không có bóng nhà thờ nào hết. Biết bao nhiêu người chưa biết Chúa. Anh chị em ở đây làm thành cộng đoàn dân Chúa đầm ấm, yêu thương, nhưng chúng ta hãy nghĩ tới người khác. Hãy nghĩ tới người khác chưa biết Chúa. Chúng ta giới thiệu Chúa cho họ. Cho nên hôm nay các em lãnh nhận bí tích thêm sức, nhưng mà không phải chỉ là chuyện của các em đâu, mà là của tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngày hôm nay thực hiện những điều kỳ diệu nơi chúng ta. Như Chúa Thánh Thần ngày xưa đã thổi một trận cuồng phong làm biến đổi các tông đồ, thì hôm nay xin Chúa Thánh Thần cũng biến đổi cộng đoàn giáo xứ Ninh Phát của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.